Tìm mục tiêu bia 4. Điểm ngắn chúng ta, các đồng chí quan sát trên bia số 4 là với cự ly 100m bia số 4 và thước ngắm 3 thì chúng ta sẽ ngắm vào chính giữa mép dưới của tên địch. Quan sát chính giữa mép dưới tên địch là cái mặt bia số 4 nó cả màu trắng và bên trong màu đen đấy, thì chính giữa mép dưới của cái màu đen ở bên dưới đấy. Nhớ các đồng chí ngắm bắn. Sau khi đã được lấy được đường ngắm đúng xong thì công chí tiến hành bóc cò từ từ em đều. Quá trình bóc cò thì công chí tiến hành nín thở. Thì trước khi công chí nín thở thì công chí có thể thở ra một nhịp hơi nhẹ nhàng, nó công chí nín thở chứ tránh trường hợp công chí nín lâu quá thì nó cũng ảnh hưởng đến đường cò. Và công chí hít nào, ví dụ thôi. Động các căng cò các anh chị sử dụng ngón trỏ chính giữa đốt thứ nhất và đốt thứ hai, ngón trỏ đặt lên vành cò. Thì các anh chị dùng lực độc lập của ngón trỏ thôi, không được dùng lực cả nắm bàn tay mà chỉ dùng lực độc lập của ngón trỏ. Các anh chị tác động vào cò và từ từ ấn đều về sau đến khi đạn nổ là được. Cứ như vậy là quá trình có đạn thật thì các anh chí chỉ lên đạn một lần. Sau khi bắn viên đạn đầu tiên thì chúng sẽ được tự động nạp viên đạn thứ hai vào. Và cứ như vậy viên đạn thứ ba, thứ tư. Nên là các anh chí không cần phải kéo tay kéo khóa nòng một lần nữa. Nhưng quá trình các anh chí huấn luyện thì không có đạn thật, nên là các anh chí phải kéo lần thứ hai. Tiếp tục bắn lần hai. Cứ như vậy bắn hết 3 viên thì các anh chí hạ súng xuống, nó khóa an toàn. Chờ mệnh lệnh tiếp theo. Sau khi cả loạt bắn xong thì khẩu lệnh của người chỉ huy là thôi bắn tháo đạn cắm súng, các anh chí thôi bắn tháo đạn cắm súng. Động tác thôi bắn tháo đạn cắm súng như sau. Tay phải các anh chí đưa về nắm tháo hộp tiếp đạn, trao tay trái. Mở khóa an toàn. Kéo tay kéo bệ khóa nòng về sau, kiểm tra xem trong súng còn đạn không. Nếu lúc này trong súng còn đạn thì viên đạn sẽ bắn ra ngoài. Còn nếu mà không còn đạn thì các anh chị cũng thả tay kéo khóa nòng. Rồi ngồi về phía trước, bóp chết cò, đóng khóa an toàn. Lắp hộp tay đạn không có đạn vào súng. Sau khi làm động tác khám súng xong, làm động tác đứng dậy, khi có khẩu lệnh đứng dậy các anh chị thực hiện 3 cử động. Cử động 1, tay phải về nắm ốt tay. Tay trái đưa về sát trước ngực. Nghiêng người sang bên trái, đầu gối trái co lên. Lúc này song song vuông góc. Các anh chị đặt súng, khẩu súng AK lên trên cẳng chân trái. Hết cửa 1, cửa 2 các anh chị dùng sức của cánh tay trái và hai bàn chân. Các anh chị nâng người đứng dậy này. Lúc này chân phải các anh chị nhanh chóng bước về phía trước, chéo một bước, kết hợp hai chân công chí đứng dậy. Đấy, hết cửa động 2. Lúc này tay phải công chí đưa súng về tư thế xách súng. Hết cửa động 2. Cửa động 3 công chí đưa chân trái về phía trước, sát về chân phải. Hết cửa động 3. Hết động 3. Giờ tôi làm nhanh lại các đồng chí một lần ạ. Mục tiêu bia số 4, nam chủ ngắn, cửa 1, cửa 2, trước, cửa 1, cửa 2, cửa 3, lắp đạn. Tiêu bia số 4 hiện. Ngắn.
Thôi bạn thả lại cảm xúc. Đứng dậy. Đường 1. Đường 2. Đường 3. Tiếp tục nhé.